Vatican gì gọi là ngoại trưởng Vatican hả, sẽ thăm sẽ ghé nhà thờ Đức Bà vào thứ bảy này, anh có tham dự không? Hot vậy sao tham dự nổi nha. Anh nghĩ này chắc lúc này phải an ninh đứng mấy lớp xong rồi chật kín nhà thờ luôn thôi, anh chịu này chắc vô không nổi mẹ. Nhưng mà thôi anh đã vô Vatican rồi mà thông cảm tha tao đi mẹ ơi, anh đi Vatican rồi, anh nói chung là anh nhường cho mấy cụ nào quan trọng thì anh nhường chỗ cho mấy cụ, anh không dành đó. Vô đó chen chúc mệt lắm, chừng nào bắt buộc phải đi thì ok, còn này là sự chọn lựa thì nói chung thì ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ người khôn rồi đến chốn lo sao mấy em. Anh Duy cho em hỏi sao Huế cùi bắp vậy mà đưa Vatican đến làm gì ạ? À? Hỏi mày các tỉnh bình đẳng nha, mà nói chuyện kiểu đó mày cùi dùng miền là mày ăn 7 triệu rưỡi đó chứ không phải giỡn đâu, cái lực an ninh mạng ở trên đầu mà mấy ăn bay khùng đúng chưa, câu đó là kỳ thị dùng miền, 63 tỉnh thành phải được bình đẳng với nhau, còn hơn thấp thì để trong lòng thôi. Nói gì là dở rồi, mày thấy thằng kia nó nói gì gì Sài Gòn trộm chưa, nó chưa dám nói Sài Gòn cùi bắp, nó chỉ mới nói Sài Gòn trộm thôi đó. Sống phải tuân thủ pháp luật mà, luật an ninh mạng là phải nắm nha. Du lịch đa phần người ta đi được hưởng thụ là chính, ít đi tìm hiểu về văn hóa con người nơi đó, anh nghĩ sao, kệ người ta, quyền người ta làm gì người ta làm, miễn đừng vi phạm pháp luật được thôi, miễn miễn đi du lịch qua nước người đừng review ẩu tả để bức xúc dư luận người xem rồi xong rồi ảnh hưởng tới này nọ kia, đóng 7,5 triệu thôi. Bên Mỹ nhà nhà mình thích treo cờ nước khác bị phạt không anh? Chẳng hạn như dân Tiwi treo cờ Tiwi mắc gì phạt, thấy treo tùm lum là phạt gì, không biết có bị phạt không. Nói chung anh thấy treo tùm lum tùm la. Thủ tướng Nhật phát biểu trước Congress nói mé mé, em thấy giống chỉ trích Trump Trump anh, em sẽ dịch ở tập comment tiếp theo. Trời ông thân ông thủ tướng nó thân với ông Biden lắm em, tại vì ngày ngày trước ông Trump ông nắng cái vụ mà phí phí gọi là phí maintain cho Nhật với Hàn đó, nên Nhật với Hàn không ưa đâu. Mexico kiện Ecuador lên tòa án công lý quốc tế, kiện là văn minh mẹ, hai nước mà xích mích nhau vác nhau đi kiện đi xong. Do Thái không kích tòa đại sứ quán Iran thì có đòi là vi phạm luật quốc tế không anh? Vi phạm mốc gì? Cái chỗ đó bên bên phía Israel nói là cái đó không có banner, tao đâu có biết tòa đại sứ quán gì đâu, thấy cái nhà nhỏ nhỏ tao làm mà. Đó bên Israel nói vậy. Với phần đó là thế lực thù địch đúng không? Nó máy này nằm trong đó nó giết dân thường vô tội. Đó, giờ tao lụm nó tao cứu dân thường xong. Bữa nay mới có một cú lụm 7 người nữa kìa. Cái cú lụm 7 người là sao này? Cái cú lụm đó là cú lụm trước. Xong rồi cái thân chủ cú lụm 7 người lên nói một câu rất là hay với em. Anh nghe nó giá rất là cao và thông minh luôn. Biết cú lụm 7 người không? Đại sứ quán là lãnh thổ hải ngoại, đánh là sai rồi, sai mà vô bị quýnh nó. Đó, sai mà vô bị quýnh nó. Ủa sai tới giờ này sao thấy không thấy Liên Quốc ra tuyên bố chung? Sai tới giờ này sao không thấy ai lên tiếng hết trơn, vậy có mình mày lên tiếng à? Càng ngày càng nhiều nước quay lưng với Israel vì Israel vì Do Thái quá ác. Ừ quay làm khỉ gì nhau? Xui cho Hamas đụng phải ông Netanyahu. Quay thì quay, chả làm khỉ gì đó, quay quay cái miệng chơi chơi vậy thôi chứ làm gì nhau. Quay mà tới mức dẫn quân vô quýnh á thì Israel mới sợ. Nhưng mà kịch bản đó là không có. Anh cũng không đồng ý nữa. Bây giờ Do Thái lì quá anh không đồng ý. Nhưng mà anh không đồng ý thì cũng không đồng ý vậy thôi, kệ nó vậy biết vậy chứ tao làm được gì ông. Nói cũng nói khuyên khuyên sáo rỗng thôi, thôi ông bớt đi nóng quá, được rồi đủ rồi enough. Rút quân về lo cho vợ con đi, đâu nói vậy thôi còn rút rút kệ ổng chứ. Anh làm gì được và thế giới cũng chả làm gì được. Thế giới giờ chỉ có cái cực mà gọi là mà thế giới chỉ có cái cực mà thù Do Thái nhất á là Iran thôi. Mà Iran thủ cứng quá. Nói không? Iran thủ cứng quá chọc quả vô luôn mấy em. Nó tư mà ý phải nhịn mà phải kêu bằng cụ luôn á. Em nhớ thời gian Cát Lượng không? Nó gia Cát Lượng là cùng lắm mà tặng áo đàn bà đem tướng ra chửi loạn thôi, thì cái đó nhịn còn được, còn cái này lũng ái tướng mình không biết bao nhiêu người luôn. Hồi giáo nhiều phe đối lập nhưng có điểm chung là thù Do Thái. Indonesia cấm Do Thái sang đá banh, thù mà thù ở mức độ nào? Đúng, thù thì tao tao chơi mày thôi chứ không nghĩa tao đi quýnh mày, hiểu chưa con? Nhà bao việc đi kiếm tiền lo đi kiếm chuyện, chứ có mấy thằng trẻ trâu nghèo đói như mày mới có suy nghĩ đó thôi. Đâu nước người ta đang làm ăn ngon đi kéo chiến tranh xong rồi chết cả dân ta. Đó là suy nghĩ trẻ trâu. Mà thí dụ giờ á, Do Thái đi, Do Thái đủ khùng đâu đúng không? Thí dụ như mày không thích Do Thái thôi kệ mày. Do Thái không kè cùng lắm, Do Thái không cho học bổng mày chết đói mày kệ mày luôn, mày ngu luôn. Ok. Nhưng cũng Do Thái đâu rảnh đi quýnh mày. Không phải tự nhiên mà Do Thái quýnh. Vì Turkey và UEA ghét Israel lắm rồi. Thợ UEA mày đụng được cộng lông Israel không ghét kệ mày chứ. Ngược lại Do Thái đâu ưa đâu. Mày không ưa tao, tao ưa mày thôi à. Tụi bay hết đứa tụi bay lấy ra tụi bay binh nữa, đưa mấy nhỏ nhỏ ra người ta đang muốn né ra ma mày lôi vô giùm, đúng là trẻ trâu cho nó một phút, đủ ghét lắm rồi. Bây giờ UEA là ai?
là Dubai đúng không? Dubai đang làm ăn du lịch ngon. Chọn cái chiến tranh cái chắc reset server. Em lên em search coi dân Dubai nhiêu triệu. Mày chọc cho gây với Do Thái không mà mày ác vừa thôi con. Mấy thằng nghèo đói nó dụ mấy thằng giàu chết theo hay gì á. Ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Ồ Thổ Nhĩ Kỳ thì bự đó mấy em. Thổ Nhĩ Kỳ thì bự á. Thổ Nhĩ Kỳ không có nhỏ đâu. Nhưng mà lên lên tờ search giùm anh coi lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ giờ nhiêu ta? Nó không đánh thì cũng support cho các nước chống lại Do Thái. Tiền ăn cũng đủ support gì? Cho một phút ngu nữa. Mày tưởng nó Do Thái nghèo lắm mày lấy cái support cốc cho mày thì mày hù. Hôm nay không thấy ai đang hành động gì ngoài để cờ Mỹ và Israel giữa đường mà đi. Kỳ thực đa số mọi người đều tránh không dẫm lên. Đâu đó vẫn còn common sense. Ủa có vụ tránh không dẫm lên à? Mày quay clip ai dám dẫm mày? Mày không thấy cái vũ khí của Israel nó chính xác tới cỡ đó hả? Em nghĩ sao mà tự nhiên bây giờ á cái ông mà là ông trùm cuối của Hamas có ba đứa con với hai với bốn cháu đi trên một chiếc xe đó, xong rồi Israel ngồi nhà bấm nút đi cái xe luôn. Mà cái ông Hamas chúa ông là ông tỉnh lắm, lạnh lắm mà không biến sắc luôn. Mẹ ba con ra đi, ba con bốn cháu ra đi, ông nói là máu không có quý bằng máu người dân. Cái đó là cách chơi chữ đó em, nó đúng là phải vậy nè. Máu con tao không quý bằng bằng máu hai má lính mới đúng. Con này là chơi chữ, dụ mấy này cho nó nghe cho vui thôi đó. Anh nói câu đó nó hở sườn, nó khúc mà chọt vô một cái gãy xương sườn liền gì sao được, không thể nào lấy dân nó làm đại diện được. Nói đúng á, là máu con tôi không quý bằng máu hai má lính. Tại vì mình là chỉ huy thì mình phải nói cái thế thấp thấp vậy đó cho tướng sĩ ở dưới nó sung công bằng, mà nói là vậy nha mấy em, không có hiềm khích gì nha. Anh nói chuyện luôn dựa trên thế cân bằng, đó gọi là balance. Anh đang men gia tăng Imovic về 16 tuổi hốt luôn đó, đá hoài chiều chiều nghỉ hưu chứ. Hốt xong chắc đẩy Tony đi, của anh giờ anh ghét Tony rồi. Anh biểu lên được 93 điểm rồi, thằng này có tư tưởng phản chủ. À, anh thấy sao về vụ gì trường trung học cơ sở túm cổ áo đẩy nữ sinh vô tường anh? Tao không rảnh mày ơi. Anh thấy bài báo đó mà tao không rảnh đọc. Mệt quá, cái chuyện nhỏ xíu cũng đi báo cáo nữa. Thì thấy tấm ảnh là đè cổ rồi hơi hơi gần gần tí vậy thôi. Nói chung mấy cái chuyện râu ria cắm lợn đó thì anh không ke đâu, nói thẳng luôn. Cái chuyện Iran với Israel ảnh hưởng tới nhân loại rồi mới ke. Ke chi mấy cái chuyện đó. Mình nghĩ tao rảnh dữ. Thiệt chứ, mây tầng nào gặp mưa tầng đó thôi, có lộn mây tầng nào sinh ra mưa tầng đó thôi. Chuyện Nga Ukraine là chuyện lớn, chuyện Mỹ là chuyện lớn, chuyện Iran với chuyện Israel là chuyện lớn, chuyện kinh tế thế giới là chuyện lớn, chuyện ban giao thế giới là chuyện lớn, còn mấy chuyện lại chuyện nhỏ xíu, không ảnh hưởng tới chén cơm thiên hạ hết.